Rồi 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 mọi người. Máy sư bị ấy là đi lại phía sau ấy mọi người. Bây giờ phải qua bên đường này. Đó, máy sư bây giờ phải di chuyển qua bên đường nghỉ mọi người nhé. Máy sư đi phía sau ạ. À, đi phía sau bây giờ phải qua lên đây nghỉ mọi người. Đây. Đây, hiện tại đang có 4 sư là lạc. Giống như kiểu là bị lạc theo các thầy đi trước mọi người nhé. Đây cũng còn 3 sư khác nhau nữa. Là đang có 5 sư đang đi lạc với các thầy Minh Tuệ. Nên là bây giờ đang di chuyển lên phía trên. Đó, đây là 5 sư đi phía sau mọi người nhé. Ở lúc nãy con thấy sư đi cùng với các thầy mà sao lại đi sau vậy? Đau chân. Đau với lại con mệt quá. À, ngồi nghỉ nữa. À. Đó, đây là đi. À, chị đi phía sau một xíu đó. À, đây mọi người, bây giờ các sư cũng đang nghỉ ngơi ở một cái bãi đất trống này mọi người ạ. Đó, hiện tại ở đây đang có 2, 4, 5, 6 sư nhá. Đó, đang có 6 sư nghỉ ngơi ở bên bãi đất trống này, bên cạnh mà khu mà các thầy nghỉ ngơi ở bên kia. Đó mọi người thấy không ạ? Đây, bên này đang có 6 sư nên là đi chậm hơn và cũng bị đau chân đấy nên đi phía sau. Đó, đây thì có đây, sư này cũng vừa mới đến, đi một cái đoạn đường xa rất là mệt. Đúng rồi, đúng rồi. Thế thầy hôm bữa bị sưng mặt. Hôm nay đỡ chưa thầy? À, hôm bữa bị sao bị sưng á sư? À, là bị nắng quá hả? Thế là mình có bôi thuốc gì không mà do nó bớt không sư? À. Đó thì hôm bữa đây. Sư bị sưng mặt. Đi vào trong là không ở đây quay YouTube được. Đừng lại gần. Đó, là các thầy di chuyển vào bên trong. Đây các thầy đang di chuyển ở bên trong rồi nhé, bởi vì là cũng đi một quãng đường dài cũng mệt mỏi rồi. À, không đi vô trong với thầy Minh Tuệ. Bởi vì lúc nãy là đi phía sau ấy, không kịp, không ai đưa vô ấy, không vô được. Thì bây giờ có em kia thì đi ra đưa vô thì trong kia nghỉ trong kia. Không đi theo được. Anh đó. Ý là mình thấy đói người ăn hả? Đó bây giờ thì các sư thì sẽ tiếp tục di chuyển vô bên trong cái thầy Minh Tuệ mọi người nhé. Hiện tại đang có 6 sư ở phía bên ngoài. Hôm bữa bị mặt bị sưng á nhưng mà hôm nay đỡ rồi. Đó, mọi người thấy nhé, hôm bữa cũng rất nhiều người bảo em quay sư này cho mọi người xem ấy, là xem mặt đã đỡ chưa. Thì hôm nay cho mọi người xem là hiện tại thì mặt sư đã đỡ rồi mà cũng không phải bôi thuốc gì hết do nắng quá. Và em cảm ơn sư. Đó thì đi chỉ một quãng đường cũng dài rồi. Nhưng mà bây giờ thì sư sẽ di chuyển đến chỗ thầy Minh Tuệ để nghỉ đêm nay. Rồi ok. Vừa đau chân và vừa bị sưng mặt mọi người nhé. Không thì xương lấy thôi chứ. Xương nhận đi thôi. Xương nhận đi thôi. Con cái gì đi ạ? Đó. Xưa hôm bữa thì cũng bị sưng mặt mọi người nhưng hôm nay đỡ rồi nhá. Không cai máy luôn nghe. Chú luôn đồng hành cùng các thầy nhập tập từ trên khả năng điện đầu tổ quốc, chú luôn dễ theo cái kênh này. Đó, bây giờ đang di chuyển đến chỗ thầy Minh Tuệ nghỉ ngơi đêm nay nhé. Bởi vì hiện tại đang có 6 sư đi phía sau. Bà con ở đây cũng rất là đông.
Vâng, chào tất cả mọi người nha. Bây giờ thì em đang ở chỗ của thầy Minh Tuệ nghỉ đêm nay. Đó, thì hiện tại ấy, thì mọi người cũng vẫn đang ở ngoài này rất là nhiều, nhưng mà không có ai tiếp cận được cái khu mà thầy Minh Tuệ đang ở mọi người nhá. Tất cả bà con thì cũng đang ở một vị trí cách phải tầm độ vài trăm mét mọi người ạ. Đó, bởi vì tất cả bây giờ thì chỉ đứng ở phía khu vực bên ngoài thôi. Đó, đây khu bên ngoài thôi. Đó, mọi người thấy không ạ? Đây bà con tập trung rất đông, nhưng mà ở phía bên trên kia thì thầy các thầy cũng đang vào bên trong được chỗ bên trong nghỉ ngơi rồi. Đó, tất cả anh em thì phải ở một cái vị trí rất là xa, không có tiếp cận được cái khu bên trong. Đó, nên là tất cả mọi người cũng có nói rằng là bây giờ để quay được hình ảnh ấy thì rất là khó mọi người nhá. Không biết là hiện tại thì như thế nào, ngày mai như thế nào, nhưng mà hôm nay thì bây giờ anh em không có quay được ấy, thì đang đứng ở một vị trí xa. Còn ở bên ngoài đường thì cũng đang dẹp đường. Tất cả anh em thì cũng đang ở phía bên ngoài thôi mọi người ạ. Đó, để cho mọi người thấy rằng là tình hình bây giờ cũng đang cũng rất là căng. Đó, mọi người cũng đang ở ngoài đường rồi, cũng đang gọi là muốn đến nơi của các thầy nghỉ đêm nay á. Đó, mọi người thấy không? Ở bên trên này này. Đó, bên trên đây là các thầy nghỉ đêm nay nhé. Đó, còn ở đây thì bà con đang tập trung ở đây. Vâng, tất cả mọi người thì cũng đều mong muốn làm sao mà để nhìn được thầy Minh Tuệ. Đó, nhưng mà bây giờ thì tình hình là đi đường tránh nhá, không có đi ở trong đường thành phố, để hạn chế tình trạng là người dân hiếu kỳ á, cũng như là tập trung rất là đông. Nên là đi đường tránh thì mọi người cũng phải di chuyển hết vào lề đường và không có di chuyển ra bên ngoài được. Đó, bây giờ thì bà con vẫn đang ở khu vực bên ngoài thôi mọi người, là chưa có di chuyển đến chỗ thầy được. Mà chỗ bên chỗ thầy thì công an cũng đã đứng ở đấy đảm bảo an toàn, canh gác ở đấy rất là nghiêm ngặt. Thì đêm nay chắc chắn với mọi người là không thể nào mà tiến để livestream được rồi mọi người ạ. Cũng vẫn phải là ở một cái vị trí xa xa thôi. Đó, đây là mọi người thấy không? Vị trí ở trên kia. Nha, còn bây giờ thì bà con ở đây thôi. Hôm nay thì rất nhiều người có nói rằng là bây giờ quay thầy này thầy kia, phỏng vấn thầy Minh Hiếu. Nhưng mà bây giờ thì không tiếp cận được mọi người nha. Tất cả anh em thì bây giờ không tiếp cận được, chỉ có khi mà đi trên đường ấy, mình đứng từ xa thôi. Còn lại không thể nào mà đứng ở trước mặt mà quay đâu mọi người ạ. Rất là khó. Nên là ngày mai thì buổi sáng mai á, em cũng sẽ đến đây để quay cho mọi người hình ảnh mới nhất là thầy di chuyển trên đường, để cho mọi người thấy được thôi. Đó, còn lại mọi người thấy không? Là bây giờ thì bà con vẫn đang đứng ở khu vực bên ngoài theo dõi, cũng như là để xem là tình hình như thế nào mọi người. Có rất nhiều người nói là bây giờ quay thầy, quay em Minh Từ. Thì em Minh Từ bây giờ thì đã được đi cùng với các thầy ở bên trong rồi. Đó, các sư mới đã được đi vào bên trong rồi. Còn lại hiện nay thì để phỏng vấn một ai đó thì rất là khó. Sư Tự Do hay là sư Kim Cang rất là khó nha, bởi vì cái nơi nghỉ ngơi bây giờ ấy là đều cách xa, đó không có ở gần đâu. Trước đây ấy thì mọi người có thể là đến gần để phỏng vấn ấy, nhưng mà dạo này thì cũng phải đến một cái vị trí rất là xa. Ở đây trên này cũng có một sư huynh. À, sư huynh này chiều nói là trụ trì á mọi người. Đó, đây là sư huynh này chiều nay cũng đang đi theo. Đó, mọi người thấy không? À, tất cả mọi người bây giờ thì cũng vẫn đang dõi theo. Đó, làm sao mà mong muốn là cập nhật cái tình hình mới nhất của thầy Minh Tuệ đó ở trên kia mà theo. À, hôm nay không thấy hai vệ sĩ đi cùng đâu mọi người ạ. Đó, hôm nay lạ nhá, hôm nay không thấy hai vệ sĩ đi cùng với thầy Minh Tuệ nữa, mà chỉ còn có các chú công an thôi. Đó, không biết có cái điều gì đó hay không. Đó, hai vệ sĩ bây giờ về luôn rồi. Đó, có nghĩa là không được vào trong mọi người, vệ sĩ không được vào trong. Có nghĩa là bây giờ hôm nay là có rất nhiều sự thay đổi. Đó, không thấy hai vệ sĩ này, rồi mấy anh thổi bụi là cũng không thấy nữa. Rồi là bây giờ cái chỗ mà ở lại của các thầy thì bây giờ được đảm bảo rất là nghiêm ngặt. Đó, để cho mọi người thấy ha. À, rồi mọi người có bảo em là phỏng vấn sư Minh Hiếu. Hôm nay Minh Hiếu thì từ Hà Nội vô rồi, sư Mắt Kiếng ấy. Đó, thì cũng không phỏng vấn được. Rồi là sư Thích Tự Do, hôm nay cũng em cũng đã thấy, nhưng mà vắng mặt 2 ngày. Rồi rất nhiều những cái sự việc nó xảy ra mọi người ạ. Nên là cũng chưa thể là tiếp cận để phỏng vấn được. Chỉ có thể nói mọi người là cập nhật thông tin thôi. Đó, còn ngày mai thì em cũng sẽ làm sao đó để tiếp cận được em Minh Từ ha. Cảm ơn em Minh Từ. Để hỏi em Minh Từ xem là như thế nào rồi, đi vào trong như thế nào rồi, có quen chưa. Còn bây giờ thì tất cả mọi người đã biết rằng là di chuyển trên đường cực kỳ đông. Đó, bà con muốn thấy thầy Minh Tuệ cũng rất là khó khăn, bởi vì ở đây bà con Huế đông lắm mọi người ạ. Rất đông, người dân ở đây là họ cũng yêu mến thầy á. Đó, nên là bây giờ để nói với tất cả mọi người là ai cũng vậy thôi, đi qua bất cứ một tỉnh thành nào thì bà con cũng rất là đông, đều mong muốn là thấy thầy Minh Tuệ. Nhưng mà có những người thì bây giờ còn chưa thấy, thấy không? Đi bây giờ đi trên đường có người là còn chưa gặp thầy Minh Tuệ cơ. Đó, còn ở đây tất cả mọi người là vẫn đang đứng ở bên ngoài nhá. Chưa có người còn chưa nhìn thấy thầy, bởi vì là bây giờ thầy cũng đang ở được các chú công an ấy cũng được bảo vệ ở chỗ ăn nghỉ đêm nay, mà đã đảm bảo an toàn. Hôm nay thì không thấy các anh vệ sĩ nữa. Đó, mấy anh vệ sĩ hôm nay có thể là đã về rồi, khi mà không được vào trong á mọi người. Nơi ăn ngủ của thầy Minh Tuệ là được đảm bảo rồi á, thì anh vệ sĩ có thể đã về rồi, không được đi theo. Đó, nên là em cũng sẽ để ngày mai
ngày mai em sẽ quay ra mọi người xem là có anh vệ sĩ nữa hay không, để là tình hình như thế nào nhá, để xem cái tình hình như thế nào. Bây giờ thì tình hình cũng căng mọi người ạ, tiếp cận để quay vô cùng khó, không biết như thế nào. Đó, bây giờ sư Thích Tự Do vẫn đang đi cùng, rồi sư Minh Từ, mọi người cũng bảo em là hỏi em Minh Từ ấy, thì em Minh Từ bây giờ thì cũng đã được vào trong rồi, đấy cũng là một cái sự yên tâm rồi. Đó, nên là ngày hôm nay thì mọi người thấy rằng là tất cả bà con thì đang ở bên ngoài, không, đang ở bên ngoài. Đó, có người thì đứng đợi từ sáng đến tối cũng chưa gặp được thầy. Bởi vì bây giờ thì cái quá trình di chuyển mọi người thấy rằng là rất đông. Đi trên đường thì nó sẽ ảnh hưởng đến giao thông. Rồi các chú công an nó phải phân luồng đấy, để đảm bảo an toàn. Nếu em nói tất cả mọi người, nếu như không có các chú công an ấy thì em nói mọi người làm loạn luôn rồi, không thể nào đi được. Đấy, cũng phải nói mọi người là nhờ các chú công an phân luồng thì mới có thể di chuyển được. Chứ không thì em nói tất cả mọi người là loạn luôn, làm sao mà đi được. Đó, nên là bây giờ thì bà con bây giờ vẫn chưa về này mọi người thấy không? Rất đông. Thì em hỏi mọi người làm sao mà đảm bảo an toàn được. Đó, hàng ngàn người dân, hàng ngàn người dân liên tục đi theo rồi là ra giữa đường luôn. Đó, thì mọi người thấy rằng là tình trạng bây giờ là an ninh thắt chặt. Để quay được thầy rất khó, cũng như là để phỏng vấn rất khó. Thì bây giờ em cũng đang gọi là để tình hình xem ngày mai như thế nào nhá. Mai thì em cũng sẽ làm sao đó để quay cho mọi người xem em Minh Từ, để hỏi em ấy xem là như thế nào rồi. Đó, có điều gì khác hay không? Bây giờ em vẫn đang ở nơi mà thầy Minh Tuệ nghỉ đêm nay này. Hỏi thấy không? Đó, bây giờ vẫn đang ngồi ở ngoài thôi. Tất cả anh em này không ai tiếp cận được hết đó. Tất cả YouTube không ai tiếp cận được hết. Bởi vì là bây giờ đi vô gần đấy là họ đuổi ra ngay. Đó, không có ai mà đi vô được hết á. Mọi người bảo là có người này người kia quay, không có ai quay được hết á. Chỉ có ngày mai là đi theo, đi phía sau thì may quay được. Đó, còn bây giờ thì cũng chỉ đứng ở một cái vị trí xa xa để quay tất cả mọi người xem thôi. Đó, bà con ở đây thì cũng đang gọi là cũng làm sao đó để mong muốn gặp thầy. Nhưng mà bây giờ đông quá làm sao mà gặp được. Đó, có người cũng đứng từ sáng đến tối để mong gặp thầy, nhưng mà không có gặp được, có người còn chưa nhìn thấy cơ. Đó, tình hình bây giờ cũng căng mọi người ạ, bởi vì đông người dân đông quá. Rồi là đi lại thì nó cũng không đảm bảo được trật tự an toàn giao thông ấy. Nên là phải các chú công an cũng phải hết sức để bảo vệ, để dẹp đường, để làm sao đó để con đường thông thoáng để thầy Minh Tuệ đi. Đó, thì đấy cũng là một cái sự việc mà được các chú công an là đảm bảo an toàn giao thông, trật tự. Đó, nên là bây giờ để tiếp cận là rất là khó. Mọi người nhá, bây giờ các chú công an cũng đang đi dẹp này, không tụ tập này, đó bà con cũng phải về hết. Nên bây giờ thì khi em làm xong video này thì em cũng sẽ đi về, để ngày mai tiếp tục đến sớm hơn để quay cho tất cả mọi người xem tối nay. Rồi bây giờ em nói với tất cả mọi người này, bà con rất đông nhá. Đây, bây giờ thì ở bên ngoài này một xíu thì sau đó thì em sẽ di chuyển để đi về nhà. Đó, bây giờ thì mọi người có thể thấy rằng là ở đây thì đang tập trung rất đông người, nhưng mà không tiếp cận được, chỉ có thể đứng ở bên dưới thôi. Rồi ngày mai thì mới có thể là di chuyển đến cái chỗ thầy Minh Tuệ để có thể là quay. Đó, bây giờ thì thầy đang ở bên trên cách cả xa cả vài trăm mét mọi người ạ. Khi mà đến đó thì công an sẽ ngăn đấy mọi người, không cho vào trong đâu. Bởi vì vào trong thì các thầy không có nghỉ ngơi được ấy. Thì để các thầy sẽ nghỉ ngơi hàng đêm sẽ yên tĩnh hơn. Đó, thì bây giờ em sẽ đi về mọi người nhá. Rồi ngày mai em sẽ tiếp tục quay cho mọi người xem. Đây, đó, thầy ở bên trên kia mọi người nhá. Thì bọn em bây giờ cũng sẽ tiếp tục di chuyển để về nghỉ ngơi. Rồi mai sẽ tiếp tục quay cho tất cả mọi người xem. Còn bây giờ thì dù có ở đây cũng không tiếp cận được mọi người ạ. Bởi vì lên trên đấy quay là sẽ bị gọi là đuổi ra ngoài ngay. Bởi vì tối rồi, bây giờ quay không thấy đâu mọi người. Rồi em sẽ đi về, mọi người theo dõi nha. Đó, đây cho mọi người xem hình ảnh này. Ôi, giờ muộn rồi mà thấy đi đâu đấy? Giờ muộn rồi mà đi đâu đấy? Đứng ra, đứng nha. Đứng nghiêm ra. Lên lên trên nghỉ hả? À, rồi rồi, ok. Đó, bây giờ muộn rồi mà bây giờ thôn này vẫn đi này. Vẫn đi nha, bảo lên trên này nghỉ. Yeah.